Chào mừng các bạn đến với kênh của mình nha. Lâu rồi mình không có làm clip á. Nay mình làm clip để nói về vấn đề các loại đất, rồi review chi tiết những cái đất mình đã sử dụng qua. Sẵn là mình nói một chút về cái vụ mà ánh sáng cho cái bình T-Ray. Do nói về mấy cái vấn đề đó thì nó hơi ngắn, nên mình lồng thêm cái clip mà mình làm cái bình T-Ray. Bình này thì có đã cấy rêu sẵn rồi, chỉ bỏ vô rồi cắm thêm rêu là hoàn thành nha các bạn. Mình hay nhận được câu hỏi về cái việc ánh sáng cho bình T-Ray là nhiều nhất. Thì mình nói lại với các bạn là T-Ray là chủ yếu là rêu, dương sỉ và rái. Có thể một số dòng khác nữa, nhưng hầu hết đều là những cái loại mình nói. Mà những loại đó thì nó cần ánh sáng nhẹ và nó vươn lên, chứ nó không cần ánh sáng mạnh. Nghĩa là mình không có sử dụng ánh sáng trời trực tiếp cho nó được, nó sẽ chết. Bạn không có điều kiện để mua đèn chuyên dụng cho nó thì cũng không sao hết. Bạn có thể sử dụng đèn bàn học cũng được, đèn chiếu sáng trong nhà cũng được, miễn là có ánh sáng đủ cho nó 8 đến 10 tiếng là được. Và cái quan trọng nhất của T-Ray là bạn sử dụng độ ẩm và nhiệt độ. Nhiệt độ càng mát, nhất là trong máy lạnh đó, thì nó càng tốt, càng sung. Còn thậm chí nếu bạn đã bỏ trong nhiệt độ 24/7 luôn á, máy lạnh không á, thì bạn đừng quan tâm vậy đó, không có yếu tố khác nó ít lắm, có ánh sáng là được. Cái thứ hai là các bạn hay thấy nước nó đọng trên cái thành bình á, và các bạn sợ là nó không tốt. Thực tế là nó bình thường, tại vì bạn để trong môi trường kính mà, thì nước nó đổ mồ hôi lên trên kính là bình thường thôi các bạn. Câu hỏi thứ ba là làm sao để chăm sóc bình sau khi setup, thì mình cũng chia sẻ rồi. Trong thời gian đầu khi setup khoảng 1 tháng á, là cứ cách khoảng 2-3 ngày là bạn phải mở nắp một lần cho nó ra cái hơi ẩm đi. Sau thời gian 1 tháng khi bình ổn định rồi á, thì bạn có thể đóng đến 1 tháng, 3 tháng tùy. Bạn không cần phải xịt nước nó nữa, nó đã ổn định cái môi trường nó rồi. Cây sống chết gì nó đã hiển thị trên đó rồi. Thì quan trọng ở đây là các bạn phải giữ được độ ẩm, mà nhắc lại là độ ẩm và nhiệt độ. Điều cuối cùng mình muốn nói á, là chơi cái bộ môn này nó có một cái hay á, là không phải mình làm đẹp lúc đầu rồi sau đó nó chết, mà là mình làm không đẹp hoặc là thậm chí nó xấu luôn, nhưng sau này nó phát triển lên đọt non á, đó mới là điều thích thú. Thì ở trong cái cuộc sống mình nó cũng vậy thôi, sinh lão bệnh tử, cây nó cũng vậy. Có lúc nó phát triển sung lên, có lúc nó chết xong nó mọc lại rêu non là chuyện bình thường. Mình trải nghiệm là trải nghiệm sống của cái bình này, mình chăm sóc nó, mình được thấy quá trình của nó. Chứ còn nếu mà bạn nghĩ mà nó đẹp rồi bạn chụp hình á, rồi sau này nó chết á, thì bạn buồn. Không phải như vậy. Nên yên tâm ha, cứ trải nghiệm từ từ. Thậm chí các bạn lên hỏi nhiều câu, mình biết là các bạn thích như vậy, nhưng các bạn hiểu nè, không phải lúc nào cái bình nó cũng đẹp được, là do mình chăm sóc nó mới đẹp. Còn bình mình bỏ phế đó cũng mấy tháng sau mình quay lại, mình thấy nó ồ nó lên đẹp quá. Còn ngày nào mình cũng coi nó đi, cái vô tình cái nó chết, cái mình lại lật đật làm bình khác mà mình chưa trải nghiệm được cái quá trình là nó lên cây non như thế nào, thì nó đâu còn cái thú nữa, cái đúng không? Rồi bây giờ là mình bắt đầu sẽ tiến hành cho các bạn coi các loại đất mà mình hay sử dụng ha, và trải nghiệm thực tế cây lên trong bình như thế nào, rồi cái ưu nhược điểm của nó ra sao luôn các bạn. Đây là loại phân nền đầu tiên các bạn ha, nó tên là phân nền thủy sinh. Thì cái này thì tùy loại, khoảng mấy chục cũng có, mấy trăm cũng có, mà mình xài cái loại ghép xanh á thì khoảng mấy chục ngàn ký á, xài được lâu lắm, nhiều lắm. Thì cái nền cái này thì nó là hạt nên nó sẽ tan dần, giống như ai chơi thủy sinh thì biết rồi đó, cái hạt nó tròn tròn vậy nè, nó rất là sạch đó, đặc điểm của nó là vậy. Còn đây là trải nghiệm thực tế mình trồng rêu các bạn. Mình ôm rêu trong cái bình này là 2 tháng rồi mà mình thấy là rêu nó cũng lên èo lắm, chứ nó không có sung giống như mấy cái loại khác. Thứ hai nữa là nó chỉ được cái nó sạch thôi, chứ còn hầu hết nếu mà các bạn để ý rêu này nó không có bám vô đất, nó ngóc đầu lên không à. Ở trong cái bình mình thấy là nó lên, nó vươn lên cao, dù là ánh sáng mình cũng xài như nhau hết đó các bạn thấy không. Một số cây thì nó lên rêu non thì cái đó là chuyện bình thường. Nhận xét của mình là nó không có thích hợp để trồng cái bình T-Ray. Cái loại đất thứ hai người ta hay chơi T-Ray là tên là Akadama. Thì mình cũng Google mình thấy là nó là làm từ đất ở gần núi lửa hay gì á, mình cũng không rành lắm. Nhưng điều cái màu sắc của nó thì nó màu giống như màu nâu đất á, và viên nén lại đó, nó giống như cái hạt thủy sinh hồi nãy á, mà nó màu khác thôi, và phần thành phần dinh dưỡng của nó thì ít hơn nhiều.
Đây là cái trải nghiệm mình trồng cái loại đất này nha các bạn. Thì cái bình này mình làm sau cái bình kia khoảng 2 tuần mà mình nhận thấy là cây rêu đó nó lên rất là xanh, kết hợp với cái đèn. Thì cái đèn mình sẽ để ở phía sau của cái clip này. Thì nhìn chung á, là tất cả các loại rêu nó đều phù hợp, và do nó có ít dinh dưỡng á, nên rất là thích hợp cho rêu. Cơ bản là tại vì rêu nó không cần dinh dưỡng nhiều, nó chỉ cần độ ẩm thôi và ánh sáng. Thì cái này nó đáp ứng được cho các loại rêu. Thì cái bình của mình, do điện thoại mình cùi quá, mình không có quay clip cho nó rõ được. Nhưng thực tế là cây ở ngoài nó rất là xanh. Những cái bạn thấy nó vàng á, là nó đang lên đọt đọt non. Mà mình thì không có máy ảnh chuyên dụng, mình không có chụp được. Cái nền mà để làm cái bức tường rêu á, nó là một cái loại đất cũng từ cái loại này. Nhưng mình cà nhuyễn nó ra, mình pha với lại một ít gọi là sơ dừa mà cũng xay nhuyễn luôn, thì nó thành một cái loại sệt đó, mình chét lên mình làm tường. Thì rêu nó phúng ra nhanh, rồi nó lại hút nước nữa. Đối với cái loại này á, là ở dưới đáy của nó thì nó nước bao nhiêu là nó thấm xuống hết. Còn nếu mà bạn đã pha với lại sơ dừa như mình nói á, thì nó lại kết lại, nó thành giống như là đất á. Đó, nó bám dính trên đây, mình xịt rồi mình tưới ngập nước luôn cũng bình thường, không vấn đề đó. Thì các bạn thấy cái cây không? Cây này mình cũng biết cây gì nữa, nhưng điều nó lên non mà xanh đẹp lắm. Đây là cái loại thứ ba các bạn ha, và cũng là loại mình hay xài nhất, mình hay làm clip nhất. Thì cái thành phần của nó thì mình đã làm, mình giới thiệu rất là nhiều lần rồi. Thì cũng là đất rồi trộn với cát, xong rồi dớn hoặc là rêu vụn. Thì cái thành phần dinh dưỡng của nó là hầu hết là nó nhiều hơn tất cả các loại hồi nãy giờ ha. Thêm một cái nữa mà mình chưa bao giờ chia sẻ á, là thực tế là trong đây nó có thêm cái vỏ trứng gà nữa. Mình xay cực kỳ mịn luôn, mình bỏ vô chung. Thì nếu ai trồng cây thì biết cái tác dụng của vỏ trứng gà rồi. Thì sau một thời gian mình trồng á, đây là cái bình mà hôm trước mình có làm clip ở trên kênh của mình á, thì hầu hết những cái loại rêu nó không phù hợp với cái loại đất này á, nó đều chết. Tức là nó không có chịu ẩm nhiều, không có hút nước được nhiều thì nó chết hết. Nhưng còn lại những cái cây nào nó đã chịu được độ ẩm, nó chịu được dinh dưỡng nhiều thì nó phúng lên rất là nhanh. Cái bình này mình hoàn toàn bỏ phế nó, mình không có chăm, không có gì, không có xịt nước gì nó đó. Mà một thời gian sau á, là một số dớn nè, cây nè, non nè, đó nó lên. Mình trải nghiệm qua cái loại đất này rồi thì mình thấy á, là nó xài hoài được. Chỉ có điều một cái khuyết điểm của nó là nếu mà bạn tưới nhiều nước quá thì có khả năng hơn nó sẽ gây hôi. Giống như tại vì nó tạo thành sình mà. Nhưng điều nếu bạn làm kỹ nước thì nó xài rất là lâu. Thậm chí là bạn không cần phải đụng cho nó, không cần chăm sóc gì, nó tự lên, tự đậu ẩm, nó rất là cao. Thì các bạn cứ trải nghiệm thử ha, để coi mình phù hợp với cái loại nào. Tại vì mình thì xài cho vui vậy thôi, chứ mình vẫn thích làm cái gì nó tự nhiên hơn. Còn đây là cái đèn là mình đã nói nè, mình mua trên Shopee á, khoảng 90,000 thêm tiền ship. Thì cái đèn này là dùng để cho cây ở trong nhà. Một cái đèn này là mình xài cho cả 8 cái bình luôn, chứ mình không có xài đèn gì xịn sọ đó. Thì mình trải nghiệm mình thấy là cái cây nó lên rất là sung, rồi nó xanh nữa, rất là thích hợp để chơi rêu. Nếu mà các bạn quan tâm, các bạn có thể lên Google tìm hoặc là Shopee tìm là có liền ha. Thì cái đèn này nó có kèm cái tăng khô, cũng gắn dây điện rồi xài thôi, không có vấn đề gì khó khăn hết đó. Rồi điện cái dây mát của nó thì bịt lại bình thường, không có vấn đề gì nha.